được coi là một trong những yếu tố cấu thành của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi diện mạo thế giới. Làn sóng Internet of Things đang lan rất mạnh tại nhiều quốc gia, với khoảng 15 tỷ thiết bị được kết nối trên toàn thế giới. Và dự báo đến năm 2020, có khoảng 50 tỷ thiết bị được kết nối Internet. Với việc cho phép mang lại công nghệ mới đột phá trong lĩnh vực thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu, điều khiển các hệ thống khác nhau trong phạm vi quốc gia để nhanh chóng thúc đẩy môi trường số hóa, giúp chính quyền trở nên thông minh hơn đến các ứng dụng phổ thông trên các thiết bị gia dụng, công nghệ xe hơi, thiết bị cảm biến, thiết bị đeo, smartphone, Internet of Things đang phát triển rất mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Internet of Things vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ. Internet of Things thì hiện nay ở Việt Nam cũng có khá nhiều các cái startup quan tâm và đang thử nghiệm. Thì mình còn các cái doanh nghiệp lớn thì mình chưa thấy nhiều lắm. Tuy nhiên thì hiện nay thì các startup đang hơi là nhỏ. Tức là các startup thường là các team nhỏ đang nghiên cứu về các cái IoT, các cái như thế nên thành ra là những cái tác động, những cái mà dữ liệu chưa đủ để mà phân tích. Trong làn sóng phát triển đó, Internet of Things đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Tại Việt Nam, Internet of Things cũng đang dần nóng lên khi Internet of Things, IoT, có thể được ứng dụng vào hàng loạt lĩnh vực nóng của chính phủ như giao thông, y tế, nông nghiệp và đem lại cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp, kể cả lớn và nhỏ, vì nhu cầu về Internet of Things hiện là không giới hạn. Thực ra là FPT trong những năm vừa qua đã tham dự vào các đề án nền tảng để xây dựng thành phố thông minh, đặc biệt chúng tôi tập trung vào giao thông thông minh, y tế thông minh, có một cái hiệu quả, một cái sự chấp nhận của cả chính quyền cũng như người dân rất tốt. Công ty về mạng Cisco thì đánh giá là năm đến 2020 thì có cỡ khoảng là từ 15 tỷ cho đến 50 tỷ thiết bị được kết nối vào Internet. Đó. Có con số rất là khổng lồ. Còn Intel thì cũng có thể là đưa con số cao hơn hy vọng nữa, đó là 200 tỷ thiết bị kết nối vào Internet năm 2020. Có thể nói là cái thị trường về các thiết bị IoT nó sẽ bùng nổ vào năm 2020. Khi mà mình sử dụng các cái Internet vạn vật, các thiết bị đấy, thì dường như là mình sẽ có được nhiều thông tin hơn, nhiều dữ liệu hơn để mà có thể ví dụ như là phân tích khách hàng, phân tích về môi trường, nói chung là có cực kỳ nhiều dữ liệu để mà phân tích và áp dụng với lại cái big data, đó là xử lý dữ liệu lớn ấy, thì mình sẽ hiểu sâu hơn về insight về khách hàng, về đối tác, về hầu như tất cả mọi thứ. Với việc tạo ra các ứng dụng trên nền tảng Internet, Internet of Things sẽ có tác động trực tiếp lên các nhà khai thác viễn thông. Sự phát triển của Internet of Things tạo ra 4 bước chuyển dịch trong vai trò của các nhà khai thác viễn thông. Vai trò đầu tiên là thu thập dữ liệu để nâng cao hiệu quả nội bộ như hệ thống báo cáo và roaming. Vai trò thứ hai là phân tích thông tin tương tác của khách hàng để cung cấp những dịch vụ Internet of Things mang tính cá nhân cho các thuê bao của mình. Vai trò thứ ba là sử dụng cơ sở dữ liệu phân tích là giá trị, kết nối với các công ty cung cấp dịch vụ ở lĩnh vực khác, tạo ra sản phẩm hiệu quả. Vai trò thứ tư là cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu cho các kết nối Internet of Things, làm cầu nối giữa các công ty cung cấp ứng dụng Internet of Things với chính các kết nối Internet of Things có SIM và không có SIM, để các bên đều mua được dịch vụ mình cần và bán được dịch vụ mình có một cách hiệu quả. Internet of Things thì thực ra thì để chỉ nói đến những cái mà thiết bị có khả năng kết nối trực tiếp vào Internet thì đều được gọi là IoT. Ví dụ chúng ta có thể gọi smartphone, nhà thông minh, thậm chí bây giờ là khái niệm về ô tô kết nối Internet. Nó là một khái niệm mà sản phẩm khá mới trên thế giới, ô tô có khả năng tự lái. Đấy. Thì BKV phát triển đã tham gia vào lĩnh vực này cũng tương đối lâu rồi. Bắt đầu từ 2003 thì BKV đã bắt đầu là phát triển những cái sản phẩm nhà thông minh đầu tiên. Đấy là các thiết bị mà dùng mạng Wi-Fi để kết nối trực tiếp vào Internet. Đấy, thì đây là một cái giải pháp rất là mới, thậm chí rất là mới trên thế giới. Và cho phép là khách hàng có thể mua các thiết bị về và kết nối trực tiếp vào Internet để có thể là điều khiển mọi thứ. Đón đầu xu thế, VNPT đã bắt tay vào nghiên cứu và xây dựng một nền tảng Internet of Things của riêng mình với tên gọi Smart Connected Platform, SCP, với định hướng đẩy mạnh mảng sản xuất công nghệ, công nghiệp và công nghệ thông tin. Nền tảng Internet of Things này sẽ giúp VNPT thuận lợi và chủ động trong việc phát triển các ứng dụng về giao thông thông minh, quản lý môi trường, đất đai.
Ngoài ra, VNPT cũng đã hợp tác với Intel mở phòng lab nghiên cứu về Internet of Things hiện đại đầu tiên tại Việt Nam. Phòng lab được trang bị những công nghệ mới nhất, máy móc hiện đại nhất để đưa hiệu quả nghiên cứu lên mức cao nhất. Bên cạnh đó, để bảo đảm có khả năng cung cấp các thiết bị Internet of Things cho thị trường trong nước khi làn sóng Internet of Things bùng nổ, VNPT đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng bản quyền công nghệ với Qualcomm để được tiếp cận và ứng dụng những công nghệ của Qualcomm trong việc thiết kế, phát triển và sản xuất các thiết bị này. Với vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin Việt Nam, VNPT cũng xác định mình cần phải chung sức đưa Internet of Things phát triển mạnh mẽ, đem lại những lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đất nước. Với quan điểm đó, nền tảng Internet of Things của VNPT là một nền tảng hoàn toàn mở, cho phép tất cả các nhà phát triển phần mềm, phần cứng cùng tham gia. Tại nhiều triển lãm trong nước và quốc tế về viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT đều mang theo nền tảng này và khuyến khích tất cả các nhà phát triển tham gia. Hiện tại bây giờ những cái thiết bị cầm wearable, những cái thiết bị về điện thoại, smartphone thế hệ mới thì đều đã có tích hợp 4G. Đó là những cái thiết bị mà mình có thể triển khai ngay những cái ứng dụng về IoT. Và người dùng hiện tại họ đang có những cái thiết bị đó nhưng họ không có đủ nền tảng, không có đủ hạ tầng mạng và cũng như là các ứng dụng đang không nhiều. Vậy thì VNPT Technology nghiên cứu và đưa ra thị trường cái nền tảng IoT platform như các bạn thấy ở đây. Thì đây chính là cái nền tảng mà giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ hay những bạn lập trình viên có thể phát triển những cái ứng dụng rất là nhanh để ứng dụng được cái hạ tầng mạng đó. Nhắm tới cuộc cách mạng smart trong giai đoạn 2015-2017, thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ SMAC vào các hoạt động quản trị và kinh doanh, cũng như cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng. Từ vài năm trước, FPT đã bắt đầu bắt tay với những người dẫn đầu trong lĩnh vực Internet of Things, như đồng hành với tập đoàn GE từ lúc tập đoàn này phát triển Prefix, một nền tảng công nghệ giúp kết nối các thiết bị Internet of Things của nhiều hãng sản xuất khác nhau. Còn trong lĩnh vực điện toán đám mây, FPT hợp tác với các đơn vị như Google, Amazon hay Microsoft. Với sự hợp tác này, FPT sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn giải pháp cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu chuyển dần hệ thống hiện tại lên điện toán đám mây hoặc tham gia vào xu hướng Internet of Things. Cùng với đó, FPT nghiên cứu một số giải pháp về Internet of Things như thành phố thông minh, Smart City, giao thông thông minh, các hệ thống quản lý cơ bản như điều khiển tín hiệu giao thông, quản lý container, bảng hiệu thông báo, nhận dạng biển số tự động, trung tâm điều khiển thiết bị gia đình, Smart Home, các dự án Internet of Things trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, xây dựng nền tảng cung cấp các dịch vụ giải pháp cho Internet of Things. Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn cũng thể hiện quyết tâm đột phá trong nhiều dự án khác mà FPT đang và sắp sửa thực hiện trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà trong đó Internet of Things là một yếu tố cấu thành quan trọng. Thực tế, chúng tôi đã tham dự vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay nói cách khác là cuộc chuyển đổi số, từ 7 năm trước, và hiện nay với cái sự tham gia sớm như vậy, chúng tôi đang có thế và lực để đi tiên phong trong cuộc chuyển đổi số ở rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Được phát triển trên 3 nền tảng, công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Internet of Things là lĩnh vực được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng như các startup nhắm tới. Đáp ứng xu hướng phát triển Internet of Things mới đây, cộng đồng mở Internet of Things Việt Nam đã được thành lập với mục tiêu chia sẻ miễn phí, nhân rộng các giải pháp, nền tảng Internet of Things, các doanh nghiệp startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng sử dụng, rút ngắn thời gian, nguồn lực cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ thông tin là những vấn đề được chính phủ rất quan tâm. Thực tế, chính phủ Việt Nam đã trích 111,6 triệu đô la để hỗ trợ ngành công nghệ thông tin và truyền thông cho đến năm 2020, khuyến khích những doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư vào Việt Nam. Hiện Việt Nam có 5 địa phương thực hiện dự án thành phố thông minh, trong đó gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng. Khi nhu cầu về Internet of Things hiện là không giới hạn do có thể được ứng dụng vào hàng loạt lĩnh vực nóng của chính phủ như giao thông, y tế, nông nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam phải lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng tài chính, nguồn lực, cân nhắc việc sử dụng nền tảng công nghệ mở và công nghệ đóng để bảo đảm sự phát triển bền vững.